Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin này quá thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, nói về cháu Hồ Văn Cường thì gần đây dĩ nhiên là chúng ta biết có cháu có những cái show vừa rồi rất là hoành tráng và thành công rất là rực rỡ. Luôn cả những tờ báo cũng đưa tin. Và đây là một cái điển hình, ngay cả tờ báo Người Lao Động ở trong nước cũng đưa tin về cháu với cái tích là bất ngờ với hình ảnh mới nhất của Hồ Văn Cường. Đây là báo Người Lao Động luôn nha quý vị nha. Như vậy thì đã cho thấy rằng cháu Hồ Văn Cường có một cái sức ảnh hưởng rất lớn. Ngoài những cái việc mà cháu trở lại cái con đường sự nghiệp ca hát của cháu thì bên truyền thông họ cũng rất quan tâm với cái giọng ca sứ giả cảm xúc này, phải không quý vị ha? Tại sao rất có nhiều ca nghệ sĩ sao ồn ào họ không có đưa tin, nhưng mà cháu Hồ Văn Cường thì rất được nhiều người quan tâm tới lắm. Sau những ồn ào gây tranh cãi với cố ca sĩ, Hồ Văn Cường đã tái xuất mạng xã hội với tài khoản riêng ăn tiệc cùng người hâm mộ. Có lẽ tờ báo này viết cũng đúng, nhưng mà cũng có cái nhiều khi mà tờ báo không biết, không biết là khi mà cháu xuất hiện trên mạng xã hội thì bị đánh sập. Cháu lập ra cái fanpage nào là đánh sập cái đó. Họ làm thì mình cứ tiếp tục ra, để chi? Để chia sẻ, để lan tỏa tình yêu thương, để cho tất cả thế giới và trong showbiz nhìn thấy cái cử chỉ và con người hành động của họ làm như thế nào đối với một đứa bé. Loạt ảnh Hồ Văn Cường ăn tiệc Tết niên cùng người hâm mộ thu hút sự chú ý bởi diện mạo mới mẻ so với những lần xuất hiện có vẻ như thiếu năng lượng như trước đây. Hồ Văn Cường giờ rạng rỡ và thần thái hơn ngày xưa nhiều. Nhưng đối với tôi, cháu cũng vẫn còn ốm lắm. Có thể là cháu phải dùng vitamin C, rồi uống sữa, Ensure hay là tập thể dục để cho nó vạm vỡ hơn một chút xíu nữa, giống như thầy của mình là danh ca Ngọc Sơn vậy. Thời gian qua, dưới sự hậu thuẫn của danh ca Ngọc Sơn, thì Hồ Văn Cường đã có những thay đổi rõ rệt trong cuộc sống. Cái điều này là điều hẳn nhiên. Nếu mà không có danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thị, tôi không biết cháu giờ này cuộc sống như thế nào nữa. Cụ thể, nam ca sĩ tự tin hơn và có thêm động lực để tiếp tục trình diễn và cống hiến trên sân khấu. Đặc biệt, Hồ Văn Cường cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ và lấy lại tình yêu thương từ khán giả. Sau nhiều biến cố, Hồ Văn Cường cũng đang cố gắng xây dựng sự nghiệp và chinh phục khán giả bằng giọng hát trời cho của mình. Thời gian gần đây thì Hồ Văn Cường cũng rất là đắt show, họ cũng biết là như vậy. Mới đây, Hồ Văn Cường đã chính thức có tài khoản mạng xã hội, đó cũng là nơi cập nhật chi tiết lịch trình cuộc sống đời thường của nam ca sĩ gốc Tiền Giang. Có thể nào báo chí Lao Động lên tiếng giùm cho Hồ Văn Cường, nói rằng bên kia có thể lấy Facebook của cháu, YouTube của cháu, không cần trả lại với cái sự ích kỷ nhỏ mọn của họ. Nhưng hãy trả lại cái tên cho cháu, vì cái tên Hồ Văn Cường không phải là cái tên của họ. Đó là tên chính thức mà cha mẹ đặt tên cho cháu từ thuở còn nằm nôi. Còn bây giờ họ vẫn sử dụng những cái trang mạng xã hội Facebook của cháu, nhưng mà họ dùng cái chính chủ tên của cháu để đánh sập những cái mạng xã hội của cháu. Thật là bất công. Ca sĩ Ngọc Sơn nhận xét Hồ Văn Cường sở hữu chất giọng rất là độc đáo. Lúc nhỏ thì thánh thoát, lên 8-9 tầng mây. Hiện tại thì trầm ấm, mang âm sắc đẹp, lạ và truyền cảm. Đặc biệt Hồ Văn Cường tư chất thông minh, tiếp thu và tiến bộ nhanh sau một thời gian được Ngọc Sơn hướng dẫn. Ngọc Sơn kỳ vọng và tin rằng Hồ Văn Cường sẽ tiến xa hơn trong tương lai. Luôn cả những cái tờ báo chính thống, tờ báo Lao Động Việt ở Việt Nam, họ cũng đã đăng những cái tin tức như vậy thì quá hay rồi không quý vị ha. Đây thì dĩ nhiên họ cũng chia sẻ hàng loạt hình ảnh của cái buổi tiệc Tết niên mà
cháu đã cùng với lại FC Xanh Đọt Chuối chung vui với nhau. Luôn cả em nhỏ cũng ôm cháu Hồ Văn Cường này. Vâng, xin mời quý vị cùng chúng ta cùng chia sẻ những lời bình luận của khán giả nha. Trong hôm qua thì mình có hát cái bài Cổng Mẹ của Sơn Hà. Dĩ nhiên là âm thanh ở nhà thì nó không có hay ho gì rồi. Và hát thì cũng hát cho vui mà thôi mà quý vị ha. Hát cho nhau nghe. Chỉ một chút xíu thôi, 1% của cháu Hồ Văn Cường à. Nhưng mà vì thương mà đến cho nên những cái bài hát nào của cháu Hồ Văn Cường mình cũng ráng tập hết trơn, như bài Giọng Cổ Buồn nè, rồi bài Cổng Mẹ nè. Mà phải nói thật sự là bài Cổng Mẹ rất là khó ca, rất rất là khó ca luôn á, nhưng mình cũng ráng tập. Thì trong những lời bình luận của các bạn đã để lại, chị Tuyên Lộc: cảm ơn chú Cali, trong lòng lúc nào chú cũng nhớ về cháu Hồ Văn Cường. Chị Văn Phan: hôm nay An Giang cũng lạnh, sáng sớm có mưa lất phất. Chúc Cali dồi dào sức khỏe để hát thêm nhiều bài hát của Cường. Dạ cảm ơn chị. Hát hay không bằng hay hát, phải không quý vị ha? Phải không chị? Mình cứ nghiêu ngao cho vui. Cảm ơn chị Liên nha, lúc nào cũng ủng hộ cho kênh Cali Sài Gòn và yêu thương cháu Hồ Văn Cường. Phương Phương: thích nghe anh phân tích. Hãy giữ gìn sức khỏe. Dạ cảm ơn. Thúy Cao: chị nghe em hát mà chị nhớ lại cha mẹ quá. Chị chào Cali, buổi chiều vui vẻ hạnh phúc cùng gia đình hen, lúc nào chị cũng ủng hộ cho kênh của em. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ mình tiếp tục chia sẻ lời bình luận trong cái clip mà mình phản biện lại ở phía bên kia, nhất là Tạ Mở Thừa và một hai người bên kia. Họ có những cái câu nói sắc séo và chì chiết đến Violet với lại Khôi Nguyễn. Vì cái hình ảnh chụp đó thì nhiều khi nó không có rõ ràng gì hết. Nhiều khi người ta nói chuyện, người ta đưa tay gì thôi. Mà ở phía bên kia họ vẽ vời, họ đặt chuyện, họ bêu xấu, họ làm những cái hành động mà chúng ta phải nói rằng là rất là khiếm nhã. Và họ cố tình gây chia rẽ trong nội bộ để cho khán giả ở ngoài, hoặc là những người mà mới có bước coi vào trong FC Xanh Đỏ Chuối ấy, sẽ có cái suy nghĩ sai lầm. Họ dẫn dắt dư luận lắm. Vâng, mình đọc lại những lời bình luận đó cho các bạn nha. Lê Mai: chúc cả nhà yêu thương Hồ Văn Cường luôn vui khỏe, YouTube Xanh Đỏ Chuối luôn được nhiều người thương mến. Hồ Văn Cường rất được nhiều người thương mến vì tính cách hiền lành và những lời phúc hậu của Cường. Ai gặp Cường rồi thì cũng đều thương mến và thương luôn cả Xanh Đọt Chuối. Cảm ơn Cali Sài Gòn đã thương yêu, bảo vệ cho Hồ Văn Cường. Đó là lời của Búp Đổ. Chị Gravy: chào anh chị em mạnh khỏe, cầu cho anh chị em bầu show mời được bác Ba Ngọc Sơn, Sơn Hạ và Hồ Văn Cường qua Mỹ, nhất là về Cali biểu diễn, em ủng hộ 100% luôn. Anh Cali chia sẻ rất là chính xác, đó là Hạnh Trương, Tuyết Hoa, Nguyễn Thị. Chú nói mà cháu rớt nước mắt vì thương Út Cường quá. Xin lỗi quý vị. Vâng, cứ nói con người ta là ăn cháo đá bát rồi ra đi không một lời từ giả, trời ơi đuổi thằng nhỏ đi. Giữa đêm khuya thằng nhỏ lấy những cái thùng cạch tông đựng đồ đạc cá nhân riêng để bước ra khỏi căn nhà đó. Nó đi ra, nó cũng buồn gì, phải không? Dẫu sao cũng gắn bó 6 năm với nhau, nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi à. Thử hỏi quý vị bên kia, con cháu của các bạn đã bị người ta chăn dắt 6 năm, không biết gì về tiền bạc, luôn cả cái tiền quán quân của nó cũng giữ luôn, để nắm cái cán đó, để không cho nó bung ra khỏi căn nhà đó. Quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị đừng có nói là chi là 6 năm, chỉ cần 6 ngày thôi quý vị cũng đã dẫn con cháu của quý vị ra khỏi căn nhà đó rồi. Hương Trần Thị: cảm ơn Cali phân tích rất đúng lắm. Cảm ơn Cali đã bảo vệ cho cháu Hồ Văn Cường. Mình chỉ bảo vệ bằng tiếng nói và cái kênh của mình mà thôi.
Hồng Bích Độ chào anh Cali, phân tích rất chuẩn đúng và bên đó chuyên môn là bị đặt vu khống quen rồi. Bị đặt vu khống cho Nguyễn Khôi và chị Violet, hai người này đều thương cháu Cường như nhau. Cảm ơn chú Cali đã nói về những điều tích cực cho con Hồ Văn Cường. Tươi Nguyễn Thị, chị Vi ơi, mấy người đó toàn là người xấu thôi. Chị vẫn là chị, là một người cô tuyệt vời của bé Cường. Việc chị làm cho con Cường ai cũng biết, mọi người biết. Đừng suy nghĩ chị nhé. Mọi người tin và yêu thương chị. Bọn xấu đang chia rẽ nội bộ xanh đọt chuối đó chị à. Yêu chị thật nhiều. Đó là lời của Tươi Nguyễn Thị. Ủng hộ chú Cali, yêu thương và bảo vệ cháu Hồ Văn Cường, đó là Trà Sky. Thanh Bùi, những người tiểu nhân bẩn thỉu khốn nạn lắm, nói xấu cháu Hồ Văn Cường. Nó chỉ ganh tị với cháu Hồ Văn Cường mà thôi. Cảm ơn anh lúc nào cũng thương yêu và ủng hộ cho cháu Hồ Văn Cường. Thì Tài Nguyễn, tuyệt vời quá Cali ơi, chúc Cali nhiều sức khỏe, luôn bảo vệ cho cháu Hồ Văn Cường. Mến Phạm, cháu chào chú Cali Sài Gòn sức khỏe thành công, phản biện rất hay. Ồ, cháu Cali Sài Gòn á, dạ không? Dạ. Phương Quỳnh, chào anh Cali, chúc anh Cali có nhiều sức khỏe. Anh có tiếng nói rất hay, luôn ủng hộ cho anh Cali. Hoa Đỗ, sau cái tiệc Tết Niên xong thì cô Vi có đăng lên nói rằng có một quà khủng tặng cho bé Hồ Văn Cường ngày 12 tháng 1. Chứ cô Vi đâu có giận gì đâu. Bọn họ bẻ lái câu chuyện không à? Tụi nó đang tính làm cho chú Khôi Nguyễn bất mãn rồi bỏ đi, không đi show của cháu Hồ Văn Cường nữa. Theo góc nhìn của mình là chú Khôi vỗ vai cô Vi mà thôi, mà nó đẩy câu chuyện lên như vậy. Họ nhìn từ cái góc độ mà cứ đổ dầu vào lửa. Đó là lời của Khoa Nguyễn. Yên Võ, chú nói rất hay, con rất thích nghe chú đọc. Cảm ơn con nha. Thảo Nguyễn, anh Cali ơi, áp sơ xanh đọt chuối và cháu Hồ Văn Cường dân là trí thức đại gia nhiều lắm, chứ không phải là mất dạy như bọn nó đâu. Bọn tụi nó bị đặt thêm bớt, nói dốc, nói láo, vu khống thì hay lắm. Nhưng bây giờ lời nói của bọn họ nó không có tác dụng được nữa. Cũng có một số người biết, nhưng mà người ta không tin nữa đâu anh Cali ơi. Phương Lê, anh Cali phân tích quá đỉnh. Tụi nó thấy cháu Cường được yêu thương tặng vàng nè, tiền đô nè, xăm nè, yến nè, lũ nó ganh tức. Tụi nó ganh tị lắm mọi người ơi, chúng ta mừng cho con mà cùng nhau cười nha. Hồng Phạm, nói hay và chuẩn quá chú Cali ơi, Sài Gòn ơi, mãi mãi yêu thương kênh của chú. Dạ cảm ơn nhiều nha. Bà Duyên, cảm ơn Cali đã phản biện mạnh mẽ để nói lên lẽ phải cho cháu Hồ Văn Cường. Nó tức quá vì thấy tặng cho Cường một cây vàng luôn, cho nên con này vô văn quá. Ngày nào nó vẫn lòng lộng, nó chửi người ta hoài. Hồng Phạm luôn ủng hộ kênh chú Cali Sài Gòn, mãi yêu thương cháu Hồ Văn Cường. Jolie Mai, ủng hộ anh tình thương và các anh chị và các mẹ dành cho cháu Hồ Văn Cường. Thật là vĩ đại, chúc cho anh và gia đình năm mới nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Huệ Nguyễn, chào anh Cali Sài Gòn, yêu thương bé Hồ Văn Cường, phản biện rất đúng, bọn họ ăn nói vô văn quá lắm. Minh Nguyễn Thị Kim, cảm ơn chú Cali, anh phân tích rất đúng. Các khán giả tặng quà vô cùng tuyệt vời và rất là hài hước.
Đặc biệt là show này cháu Cường vô cùng tự tin giao lưu với khán giả. Dân mình cũng thấy như vậy. Càng ngày thì cháu vẫn niềm tin căn nhà xanh đọt chuối nó to đùng, cho nên không thể nào đánh sập như cái fanpage của cháu đâu. Chị Vân Phan: trước video này có người vô nói là cô Hải nói Kali nên hiểu Cường lớn lên là nhờ ai. Chị ngạc nhiên vô cùng. Ủa, Cường là do ba mẹ sinh ra và lớn lên ở Gò Công mà. Vâng, để trả lời cho chị cái câu này thì người đó tên là Carrie Phan. Phan á, họ Phan, Carrie Phan. Mà em đã delete cái đó là tại em thấy trả lời cũng với người này vô bổ, với lại người này không có hiểu á. Hỏi một câu, hỏi Cường có lớn lên từ ở đâu. Tự nhiên hỏi như vậy và người này không biết câu trả lời nữa. Có nhiều cái để cho chúng ta có thể phản biện lời nói, nhưng mà mình thấy trả lời với một người, nếu mà một người mà người ta đã được biết tìm hiểu đó, người ta hiểu lý lẽ đó, thì chúng ta không cần phải giải thích nhiều. Chúng ta nói sơ trong đây thì họ cũng đã hiểu rồi. Nhưng có những người họ không hiểu, mình nói cách nào họ cũng không hiểu nữa. Cũng như là nếu mà chúng ta cãi lộn với là một người sai, hoặc là cãi lộn với một ông bợm rượu đi, thì chúng ta càng sai hơn nữa. Tại vì họ không có tri thức và họ không có biết hiểu biết gì nữa trơn á. Vâng, chúng ta tiếp tục trả lời, đọc những lời phản biện của chị Vân Phan nha. Chị ngạc nhiên vô cùng. Ủa, Cường do ba mẹ sinh ra và lớn lên ở Gò Công mà. Em có năng khiếu âm nhạc, tự ghi chép bài hát rồi tập hát. Cường thích dân ca nên ái mộ cố ca sĩ. Cường đoạt giải quán quân năm 2016, lúc đó em mới 13 tuổi. Em không phải là trẻ mồ côi được cố ca sĩ lụm về nuôi. Ở thời điểm đó, được Tóc Tiên tặng biệt danh là sứ giả cảm xúc, thì em về đầu quân ở đâu cũng nổi tiếng hết. Em được ekip của cố ca sĩ nhận về hát cả 300 show trong và nước ngoài. Nhìn Cường nhận quà, nhận tiền lúc này thì thời điểm đó với giọng hát trời ban, phải nói là mưa tiền. Nhưng em đâu có được giữ. Em được cái giữ là cái giữ cái ôm cái thùng tiền đi xin, thật là đau lòng cho một quán quân. Ở nước ngoài, Cường hát trên sân khấu, còn cố ca sĩ thì sang sản. Quý vị thương em, thương mấy chục đứa con nuôi của em, thì cho tiền nhiều để em nuôi các con nuôi của em. Rồi thì mưa tiền trên sân khấu bao nhiêu đó không đủ để nuôi sống bản thân của bé hay sao? Phân tích như ekip sử dụng Cường từ một đứa trẻ 13 tuổi hoạt bát, nhanh nhẹn đã trở thành một thiếu niên 18, 19 tuổi rụt rè, nhút nhát, rồi bị chê hát dở ẹt nữa là như thế nào? Ai đã đào tạo ngược như vậy? Chúng ta đào tạo là đào tạo cho nó tiến tới. Một hòn ngọc mình chưa dũa thì nó mờ, khi dũa rồi nó bóng sáng. Nhưng mà chúng ta phải cảm nhận lời của chị Vân Phan nói rất đúng, là lúc mà cháu mười mấy tuổi đó, trong cái hậu trường khi mà cháu chơi chung với các bạn đi thi Idol Kids, cháu rất là vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng. Nhưng mà từ khi về đầu quân cho ekip đó thì cháu trở nên rụt rè, nhút nhát hơn nhiều, không dám nói, không có ý kiến. Cái fan gì đó vừa rồi á, nói á, thì hãy lắng nghe những cái tâm sự này của người ta rồi hiểu biết thêm nữa. Chứ đừng có nhìn cái ánh mắt thiển cận của mình một cái góc độ mà hỏi một cái câu nói. Tôi cho rằng cái tư duy rất là trẻ con, không hiểu cái gì chứ á. Tại vì Cường lúc đó thì đã là quán quân rồi, thì đầu quân cho ai, ai cũng nhận hết trơn á. Nó thật sự là tại vì ekip quản lý cũ rất là nhanh tay nhanh chân thôi, chứ để cho Quang Lê nhận đi thì biết liền à. Đến bây giờ là cháu sực sỡ thành công gấp 10 lần, tôi dám bảo đảm luôn á. Tại vì rõ ràng về tiền nong, Quang Lê rõ ràng về vấn đề đó. Tại vì Quang Lê cũng đã từng trải qua cái vấn đề đó rồi, cho nên rất là sợ mang tai tiếng và rất rõ ràng với lại Phương Mỹ Chi về tiền bạc. Còn tôi nói cho bạn nghe nữa, tôi theo dõi cháu Hồ Văn Cường từ lúc mà casting lần. Lúc mà cháu đi vô bằng cái áo trắng, quần xanh, rồi hỏi tại sao con đi hát kiếm tiền, cháu rớt nước mắt vì gia đình hoàn cảnh nghèo.
phải đi hát kiếm tiền để phụ giúp cha mẹ. Với một đứa bé đi hát không bao giờ dùng số tiền riêng để xài cho bản thân của mình và đem tất cả về cho mẹ của mình trả nợ và giúp kinh tế gia đình, thì bạn nghĩ với nó như thế nào? Nó sinh ra ở đâu hả? Ở Gò Công. Cha mẹ sinh ra là cô Thu và chú Mười đấy. Bạn nên hiểu và hỏi lại câu hỏi của mình. Đừng hỏi những câu hỏi vô giá trị và không ý nghĩa. Còn hơn nữa, nhắc lại cái này cho bạn biết luôn nữa. Khi mà cháu đi thi từ đầu cho tới cuối, không có ekip tham gia. Khi cháu đậu quán quân cũng không có cố ca sĩ ở đó. Lúc đó tôi cũng hơi tiếc, tôi nói ủa sao mà đã nhận cháu Hồ Văn Cường nuôi, cho nói là nuôi cháu Hồ Văn Cường tới 18 tuổi chứ không phải là nhận làm con nuôi. Nhưng mà đi thi cho tới bán kết chung kết không có một bóng hình của ekip bên kia tham gia và ủng hộ tinh thần cho cháu. Cháu chỉ một mình và cùng với ban biên tập, với lại những người thầy, người cô, người chú ở trong hậu trường giúp cháu về âm nhạc mà thôi. Tôi rất tiếc là được một chỗ đó. Bạn nên nhìn và coi xem lại đi những clip đó, coi có cái ekip nào đi theo cháu không. Không có. Không có giúp đỡ tinh thần, không giúp đỡ gì chứ. Trừ khi mà biết cháu nhận quán quân rồi mới tọt chạy xuống Gò Công đem cháu về nuôi. Lúc đã người ta đã, lúc mà khi mà người ta mà chưa có gì á, mà mình có cái một cái hành động á, thì lúc đó mới là ấy, giống như là danh ca Ngọc Sơn vậy á. Lúc mà cháu bên bờ vực thẳm nè ha, rồi những áp xe xanh đọt chuối nè ha, là người ta giang tay ra người ta đỡ. Còn ai người ta, thí dụ mà phò vua, lúc mà người ta phò thịnh với anh phò suy, phải không? Còn cái này người ta phò suy, người ta theo giúp đỡ một đứa bé hiền lành chất phác. Người ta không muốn một cái tiếng hát sứ giả cảm xúc mai một. Cái đó là tấm lòng thương yêu chân thật từ người đến người. Bạn nên suy nghĩ lại. Tại vì sao tôi xóa cái những lời câu hỏi bạn? Tại tôi không muốn trả lời nữa. Tôi thấy bạn trả lời hỏi một câu hỏi rất là ngớ ngẩn. Chúng ta tiếp tục đọc ha. Vinh Nguyễn: cảm ơn Cali Sài Gòn phản biện rất có công tâm. Chúc Cali thật nhiều sức khỏe để yêu thương bên vực cho những người yếu thế như cháu Hồ Văn Cường. Yêu Cali nhiều. Dạ cảm ơn chị, cảm ơn anh rất nhiều. Kina Ngô: cô Violet rất là thương Cường như một người con ruột của mình, không giống ai kia. Yêu con mà cái gì? Lợi dụng con 6 năm trời ha. Chị Violet cho Cường cả một cây vàng luôn. Anh Cali nói quá chuẩn luôn. Chúc cho anh Cali nhiều sức khỏe và ủng hộ kênh. Cảm ơn chị Nga Nguyễn rất nhiều. Các bạn biết không, các bạn mà không đánh dấu á, là mình phải đọc chậm chậm. Tại vì mình không có đọc trước. Mình lên đây là mình đọc luôn à. Trần Nhung: Violet Art chuẩn bị sang định cư ở Mỹ đó anh Cali. Tình thương của chị dành cho Cường là vô điều kiện đó à. Không biết chị Violet này định cư chỗ nào ta? 50 tiểu bang lận đó nha. Một tiểu bang tính trung bình là lớn hơn đất nước Việt Nam mà 50 tiểu bang như vậy. Thì Violet ở đâu hả Violet? Có ở California không? Yến Hải: Cali Sài Gòn ơi, tuyệt vời, rất công tâm, cảm ơn kênh. Benjamin Mason: chúng nó có cái bộ não nhưng mà não con cá vàng. Cá vàng này sao nó lẳng lơ hả? Ok, cá vàng nó hay mau quên hả? Nam Việt: sao nghe nói là hai nếu đổi kênh mà vào tên cũ vẫn còn và chửi kinh khủng. Cái cô này sống là nhờ chửi mà. Cô này mình không biết chúng ta khi mà thác rồi có về bên thiên đàng hoặc là về bên địa ngục. Nhưng mà những người mà tạo khẩu nghiệp nhiều quá, tôi nghĩ rằng chắc xuống dưới thì ở dưới cái luật lệ ông Dũng Dương sẽ cho những người khẩu nghiệp, họ sẽ có một cái hình phạt như thế nào. Tại vì chửi người chửi ghê gớm. Chửi cái bằng là tôi không ngờ một người phụ nữ mà lên trên mạng xã hội dùng những danh từ vô văn hóa dành cho những người lớn tuổi hơn mình, nhiều khi đáng anh chị, nhiều khi đáng mẹ, nhiều khi còn đáng bà luôn nữa, mà
dùng những nhân từ rất là khiếm nhã. Thúy Nguyên, anh nói hay quá mà mấy người đó bị cái gì đó, cho nên không hiểu. Hà, đúng vậy đó anh Cali ơi, bởi anh Khôi và chị Vi đều yêu thương bé Cường vô điều kiện. Chị ấy giúp Cường quá hành thích tặng quà, bọn bẩn bựa ghen tị, bịa đặt đấy mà. Violet Art, đây nè Vi nè, Vi có trả lời nè. Anh Cali luôn mang những điều tích cực đến cho mọi người, Vi xin cảm ơn anh rất nhiều. Không có chi Violet, vậy mình thấy mình bức xúc vậy thôi, thấy nói những điều không đúng đó. Rồi có những cái thái độ và cái lời nói nó sất láo và hỗn sược, mình phải dùng chữ hỗn láo sất sược với người lớn. Nếu mà mình có con cháu như vậy, mình thực sự là mình rất là xấu hổ luôn á. Phương Hoàng có những lời viết an ủi Vi. Vi của bé Cường luôn vui vẻ, bọn YouTube bẩn chúng nó chỉ là bọn người chuyên vu khống tào lao thôi. Người càng hiền lành thì càng bị bọn chúng vu khống. Chúc cả nhà sanh đoạt chú luôn yêu thương và đoàn kết. Violet thấy không, có người vào bên vực và nói lời ủng hộ cũng như an ủi cho Violet liền à. Cha không biết Violet là họa sĩ nha ta. Trời ơi, hèn chi có những tác phẩm với lại những hình ảnh trong những cái video mà Vi hát, có những hình ảnh rất là đẹp, mình phải nói công nhận là đẹp. Bữa nào quả cho Cali Sài Gòn một bức ảnh được không? Để sau này khi mà 70-80 tuổi nhìn lại mình còn phong độ như thế nào. The First Night thì có nói là tụi nó có cái não cá đó anh ơi. Quyền Lê, cảm ơn anh Cali nhé. Cúc Nguyễn, chú Cali ơi, nghĩ cũng thương xót cho cái ngữ ấy, vì đầu óc chúng nó chỉ toàn là những điều sân si ác độc nên nhìn cái gì nó cũng xấu xí. Họ lúc nào á, thường thường người ta nói là cái người quân tử nó nhìn nó khác, còn ánh mắt tiểu nhân á thì nhìn đời nó khác. Họ lúc nào họ cũng suy lòng của họ như vậy, rồi họ nghĩ người ta cũng giống như vậy. Mà họ không biết rằng ở trên đời này cái tình thương yêu nó có thể khóa lấp đi cái hận thù. Còn họ chỉ biết chửi là cái nghiệp, họ tác nghiệp đó, họ lấy những đồng tiền để nuôi bản thân của họ. Tôi thì mình thấy những người mà biết hiểu biết ấy, thì người ta rất là xấu hổ về những việc làm đó. Người ta rất thẹn. Tại vì một đứa bé, một gia đình không có đụng chạm gì tới họ hết. Còn hơn nữa, FC Sanh Độc Chúa cũng chẳng có bao giờ đụng chạm tới họ. Chẳng bao giờ nêu tên họ ra hoặc là nói gì tới họ. Nhưng mà họ lúc nào cũng chì chiết, cũng soi mối, cũng đem những cái này cái kia rồi cắt, rồi xén, rồi làm những cái trò mà chúng ta ma mị lắm. Chúng ta cảm thấy hoang đường nữa. Và tôi cũng hay nói là cái câu là họ rất là trắng trợn và trơ trẽn. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và xin chúc cho đại gia đình một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nhớ đăng ký kênh và cho mình một cái like nhé. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều.